Em Dư chào cả nhà ngày mùng 7 Tết, nhiều sức khỏe và niềm vui. Hôm nay sẽ giới thiệu vài mẫu đồng hồ thôi. Về có một cái lo cuối năm dọn nhà ra thì có dư ra cái lo này. Lo này thì mua chắc cũng tháng mấy 2 tháng rồi nhưng mà gần như không có xài. Cho nên là nó mới 100% chưa qua sử dụng. Đầy đủ hết nha, đầy đủ hết các cái cổng nè, kết nối. Rồi có cả cái cổng này là cái đầu đầu vô một cái thiết bị khác, ví dụ như tivi. Ở đây mình có cái nút nguồn nè. Nút này sẽ là nút kết nối Bluetooth và hai nút này là tăng giảm âm lượng. Đầy đủ hộp, dây sạc, vân vân. Đó, có nhạc luôn rồi đó. Rồi cái lo này là 220k cả nhà. Cái này là giống như là bán lỗ luôn á. Trước mua 250, 280 gì. Cái lo này thì em không áp dụng giảm 100.000 nha. Chỉ áp dụng cho các cái mẫu đồng hồ. Đầu tiên sẽ là một con thật sự là siêu phẩm dành cho mấy anh. Chiếc này là mới mới luôn á, 99% chưa qua sử dụng, bởi vì thứ nhất chúng ta thấy vẫn còn cái gọi là cái tát, chẳng ai mà để cái tát này để mà mình đeo hả, phải không? Bộ kim và cọc số của nó sẽ là bằng thép nổi mạ vàng hồng, cho nên con này lên tay rất là sang. Thiết kế bộ đồng hồ chính á, cây kim dây nó sẽ là hình cái đĩa xoay bên này. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có bộ chrono là cây kim dây, kim 1/20 giây và kim phút ở góc 6 giờ. Ngoài ra còn có lịch ở góc 3 giờ, rất là tiện lợi. Đây. Chiếc này sử dụng pin năng lượng nha các nhà. Đây là một cái thương hiệu của Ý và được lắp ráp tại Gia Băng. Chính vì vậy mà anh em rất là yên tâm về chất lượng. Riêng bộ dây nè, bộ dây phía trên của nó là giống như là một cái lớp da, nhưng mà phía dưới nó sẽ là cái lớp cao su, nó sẽ giúp bền hơn, đỡ bị gãy dây hơn, cũng như là như mình bị mồ hôi rồi đó, thì cái không có bị hư dây. Riêng vào cái bộ dây này thì em nghĩ thật sự là mình có thể tận dụng bộ dây này cho những cái mẫu đồng hồ mình yêu thích ấy, cũng rất là phù hợp nha. Mặt khuyết này, đây là một cái mẫu thật sự rất là sang trọng. Các tính năng đều ok hết, mới 99%, full box và là pin năng lượng. Con này tính ra chưa tới 2 triệu, giá rất là tốt ha. Xoay ngang con này sẽ là 40 và chiều dọc tính cả hai kèn sẽ là cỡ 51 nha cả nhà, 51, 52. Mấy anh tay ít nhất phải là 16 trở lên nha. Ồ, con này lên tay thật sự rất là sang á. Ở đây nó có một cái sổ nè, có cái trang web nè, angerclover.jp, có nghĩa là xe băng á. Toàn bộ là tiếng Nhật hết. Và cái hộp của nó cũng rất là xịn. Một cái hộp giống như hộp đựng trang sức vậy. 1.880.000 nha. Tính ra thì chỉ còn 1.780 thôi. Tiếp theo sẽ là một em Savantomera. Đây cũng là một cái thương hiệu của Ý. Form này những cái mẫu đồng hồ mà cái form dáng gọi là xe tăng, cực kỳ là ôm tay và dễ đeo. Con này nếu mà để ý cái càng nó rất là ngắn nè. Con này cũng rất là mới, cái sớ nó vẫn còn này. Bộ kim cọc số rất là đẹp, có dạ quang. Và đặc biệt chiếc này nó sử dụng một cái bộ máy chrono cũng rất là xịn nha. Cái tên gọi của hãng nó gọi là Super Chrono. Đây nè. Khi mà chúng ta chuyển sang chế độ chrono
thì cái cây kim dây này nó sẽ biến thành cây kim 1/20 và nó sẽ xoay theo hình cái cánh quạt, nhìn rất là thích mắt. Đó. Cây kim ở trên này nó sẽ là cây kim phúc, còn cây kim dài này nó sẽ là cây kim dây của bộ thể thao, bên này sẽ là cây kim giờ của bộ thể thao. À, còn bình thường khi mà chúng ta để đồng hồ ở chế độ gọi là tự nhiên thì cây kim giờ, kim phúc và cây kim góc 6 giờ này nó sẽ là cây kim dây của bộ đồng hồ chính. À, vẫn là có một ô cửa lịch ở góc 3 giờ. À, chất thép bắt sáng rất là tốt. Form này thì vô cùng là ôm tay. À, không những vậy nó còn thiết kế cái đáy nó lõm vào. Mấy anh mà tay nhỏ nhỏ rồi vậy đeo mấy con này được luôn á. À, nếu mà đuôi, cái đuôi dây nó hơi dài á, chịu khó, thậm chí mấy anh thích nha, anh cắt luôn, cắt ngắn lại để mình đeo giống như thắt lưng ấy. Có những cái thắt lưng nó rất là dài. À, và mấy anh á, là cắt luôn. Em để mấy anh chơi đồng hồ á, thường thấy ở những cái dòng dòng lặng á, sử dụng dây cao su á, nó rất là dài. Ở mấy anh dây cao su là mấy anh bẻ luôn cái khúc mà cái đuôi dây á, cho nó ngắn, nó đeo nó sẽ ôm tay hơn. À, sau khi reset thì chúng ta sẽ ấn lại nút 4 giờ một lần nữa để cây này nó sẽ trở lại là cây kim dây của bộ đồng hồ chính. Rồi các tính năng ok hết. À, nhìn hết nha. Đây này. À, bên cạnh đó thì cái sợi dây này nó có thêm một cái đệm gọi là cái đệm thép. Bình thường là cái con đĩa, cái con đĩa này nó sẽ là bằng da. Thì cái chiếc này nó sử dụng là con đĩa thép luôn. Anh em về thích có thể mình lên dây thép mình đeo cũng được. Tùy mấy anh thôi. 1080. 22 mẫu Casio, vẫn là hàng trưng bày. Một con sẽ là demi vàng, còn một con nó sẽ là bạc. Mấy anh lớn tuổi thì sẽ thích những cái chiếc mà vàng như vậy hơn. Còn cái chiếc này có thể là mình đeo mỗi ngày đó, hoặc là mình tặng cho con cháu của mình đeo, rất là ok. Cả hai chiếc này đều hoạt động theo cơ chế là chronograph, 3 cốt, 6 kim, 1 lịch. Độ mới thì miễn bàn rồi, dây thì rất là dài. Đầu năm mình mua mấy cái chiếc này nè, cho nó may mắn. Size 45 rồi kìa nha, ồ 46 nè. Rất là to. Mấy anh tay phải 16.5, 17 rồi vậy em mang mấy chiếc này mới đẹp lần. Cái con ơi, cái con bạc này có thể là nó sẽ dễ đeo ha. Cái con này là cũng 45, 46 nhưng mà cái càng của nó thì lại ngắn đó nhà ơi. Càng của nó chỉ có 52 thôi. Nhưng mà nó lại có vẻ khá là ngắn á. Cả nhà để ý là cái càng của nó tới đây là nó đã dừng lại rồi. Con này là ví dụ như tay mấy anh cỡ chừng là 16 là để có thể mang được. Chứ còn cái con màu vàng kia phải là 16 năm đó nha. Đó, như tay em 15 mà mang nè, vẫn có thể là ok. Con demi vàng là 1250 và con bạc sẽ là 1.2 triệu. Cuối cùng sẽ là một cái cặp là kiền của nữ. Con này là có thể bật nắp ra được nè. Và là hàng thị sĩ luôn nè. Thấy bộ kim của nó, hai kim. Ở đây có chữ Squid May. Bật nắp. Ở đây có đính một cái logo hình cô gái, nó giống như là thần thoại Hy Lạp á. Thì cái này là cái nét văn hóa của tụi châu Âu. Viền vàng, nước vàng còn rất là đẹp nha. Đây, Henri Mochi, có thể là tên này nó giống như tên Pháp. Sweet May. Một cái kiền thủy và kiền nhật này là hình một cái con mèo đang nằm khá là thoải mái. Ba kim và bộ kim và bộ cọc số đều là thép nổi hết. Chữ nhật nha cả nhà. Illustration by Michiko Hara.
Có nghĩa là cái sản phẩm này được thiết kế bởi Michiko. Có thể cái này cho con mình đeo nè, còn cái này cho phụ huynh. Nguyên cặp kiềng này 600 ha. Rồi, em Dư chào cả nhà nhé. Hẹn cả nhà mình vào những cái video sau.